皆さん、こんにちは。お元気ですか? Good morning, everyone. How are you today? สวัสดีค่ะ。กินข้าวหรือยังคะ? Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay các bạn có khỏe không? Hôm nay mình sẽ làm một video rất là thú vị. Mình sẽ tự hỏi và trả lời phỏng vấn bằng 4 ngôn ngữ. Đó là tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Thái và tiếng Nhật. Mình đã và đang học những thứ tiếng này cho nên mình sẽ thực hành. Và hy vọng là qua video này mình có thể chia sẻ với các bạn cái hành trình mình học ngôn ngữ như thế nào, để làm sao để học được nhiều ngôn ngữ cũng như là những khó khăn, biết đâu đấy những cái chia sẻ của mình có thể giúp ích cho các bạn trong quá trình mà các bạn học một ngoại ngữ. Trong 4 thứ tiếng là tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Thái và tiếng Nhật thì cái khả năng nói của mình nó cũng giảm dần theo cái thứ tiếng mà mình đã liệt kê, cho nên mình sẽ cố gắng hết sức có thể để nói được trong 4 thứ tiếng. Nếu mà bạn nào đang học những thứ tiếng này mà nói giỏi rồi ấy, mà phát hiện ra những lỗi sai của mình thì cũng đừng có ném đá nha, bởi vì mình cũng vẫn còn đang học. Watashi no name wa Rio desu. ベトナムから来ました。日本語がちょっとわかりました。私は日本食が好きです。ฉันชอบอาหารไทยด้วยอาหารไทยอร่อยมากแต่ว่าเผ็ดมากมากค่ะฉันชอบลาบหมูยำองเซนต้มยำกุ้งปลาไทยชอบทุกอย่างค่ะฉันเรียนทำอาหารไทยที่เมืองเชียงใหม่ค่ะ I have moved to Chiang Mai for more than 2 years and I'm working in an IT company I really like Chiang Mai because of its people here are very friendly and I also like the weather except the smoky season is between March and May. So there is a lot of smoke here in Chiang Mai and the air is very polluted. So usually I move to the south of Thailand, go to some islands there and spend my time during the smoky season there. Bởi vì công việc của mình thì từ thứ hai đến thứ sáu cho nên cuối tuần thì mình cũng có khá là nhiều thời gian rảnh. Thông thường thì mình sẽ có thể tranh thủ đọc một cuốn sách gì đấy hoặc là học tiếng Thái này. Thỉnh thoảng thì mình có đi leo núi. Thực ra nói là leo núi thì cũng không chính xác cho lắm, có nghĩa là đi bộ xuyên qua rừng đó. Thì mình tham gia một cái nhóm ở đây ở Chiang Mai và thỉnh thoảng thì mình tham gia cùng với họ để đi đi xuyên qua rừng khoảng tầm 5, 7 hoặc là thậm chí là 18 km. Và thỉnh thoảng thì bọn mình cũng đi cắm trại nữa, cho nên có rất nhiều những hoạt động ngoài trời ở đây mình tham gia và mình cảm thấy rất là vui, rất là thích. I also enjoy painting and making videos and I plan to make more videos for my YouTube channel. So hopefully I can share something positive in my channel. I love painting. If you guys have watched my Facebook, then sometimes I post my painting there. My dream is to become a professional artist and I hope to help a lot of people also paint, learn how to paint or draw.私は6ヶ月間日本語を勉強しました。ちゃんと言ったさたい、プラマンビデオか。I have learned English for many years, I think since I was in high school. Yeah, so it's quite a while. And tiếng Việt thì mình học từ hồi mình sinh ra rồi, cho nên là cũng gần 30 năm rồi đó. ฉันเรียนภาษาญี่ปุ่น6เดือนแล้วแต่ว่าจำไม่ได้ค่ะภาษาญี่ปุ่นมีอักษร3อักษรค่ะอักษรกันจียากมากยากที่สุดภาษาไทยเหมือนกันภาษาเวียดนามค่ะฉันเรียนภาษาไทย1ปีแล้วฉันพูดภาษาไทยได้เยอะๆได้เยอะมากกว่าภาษาญี่ปุ่นเขียนภาษาไทยก็ได้อ่านภาษาไทยก็ได้แต่ว่าเขียนภาษาไทยยากมาก The Thai language has 44 consonants and 32 vowels, also 4 tone marks. But that is not the most difficult thing when you think about learning the language. To me, pronunciation is a little bit challenging because they have different levels or different different classes
of consonants. They have high consonants, they have middle consonants, and low consonants. And also they have long vowels, short vowels and long vowels, and that creates the live syllables and dead syllable. And together with the tone marks, they have different ways to pronounce a word. And you know, Thai is a tonal language, so the tones is very important, right? If you speak or if you say a word incorrectly, then you can change the meaning of the word and people can misunderstand you. However, pronunciation is not very difficult for me because I'm Vietnamese, so I also have, my language also has tones, so I can catch up the tones in Thai very quickly. But the most difficult thing for me is to learn writing Thai, because they have a lot of consonants that have similar sounds like k, but they have different consonants, and you need to remember the words like case by case, I think word by word, because they may sound similar or the pronunciation is similar but the writing is totally different. Trong ba ngoại ngữ mà mình đã học là tiếng Anh, tiếng Thái và tiếng Nhật, thì tiếng Anh là ngôn ngữ mà mình đã dành nhiều thời gian để học nhất. Cho nên có thể nói là mình cảm thấy như là ngôn ngữ đấy bây giờ đối với mình là dễ tiếp thu, dễ tiếp nhận những cái mới vào. Ví dụ như là mình muốn học mà thêm một cái gì đó về tiếng Anh thì mình cũng đã có một cái nền tảng khá là vững chắc rồi. Nhưng mà học tiếng Anh cũng có những cái khó khăn nhất định. Ví dụ như mình nói về phía mình là người Việt nhá, và khi mà mình học tiếng Anh thì sẽ có những trở ngại như là tiếng Anh rất chú trọng vào cái âm cuối của một từ, đúng không? Nhưng mà tiếng Việt hoặc là tiếng Thái thì lại không như vậy. Cho nên là khi mà nói chuyện thì đôi khi mình có thể là mắc những cái lỗi phát âm, mình bỏ sót những cái âm cuối, hoặc là mình phát âm những cái âm cuối nó chưa được rõ ràng. Đấy, thì cái điều đó cũng sẽ làm cho cái tiếng Anh của mình nó sẽ hơi khó hiểu. Tiếng Anh cũng có rất là nhiều thì khác nhau, ví dụ như là thì hiện tại đơn, hiện tại hoàn thành, hiện tại tiếp diễn, rồi quá khứ đơn, quá khứ hoàn thành, quá khứ tiếp diễn, vân vân và mây mây. Cho nên là học để mà chia thì làm sao cho đúng thì cũng rất là khó. Tuy nhiên thì mình nghĩ là trong giao tiếp hàng ngày thì cái số lượng thì chắc là gói gọn trong khoảng tầm 3 đến 4 thì là họ hay sử dụng nhiều. Ví dụ như là hiện tại đơn này, tương lai đơn, hiện tại tiếp diễn, quá khứ đơn và hiện tại hoàn thành. Thì nói chung là nói về những cái thì đấy thì các bạn học riết rồi các bạn cũng thấy là cũng khá là khó để phân biệt đối với những người mà ngôn ngữ là tiếng Việt, đúng không? Người Việt mình thì tiếng Anh về thì mình thấy là cũng khá là khó. Thứ hai về tiếng Anh có một khó nữa là học về giới từ. Thì bởi vì những cái động từ khác nhau sẽ đi với những giới từ khác nhau, và đôi khi giới từ mình dùng không đúng cái thì có thể là cái nghĩa của cái từ đó nó đã khác đi rồi. Ví dụ như là laugh with me với laugh at me là khác nhau, đúng không? Laugh with me là cười phá lên với tôi, hai người cùng cười với nhau. Còn laugh at me thì nghĩa là người đó cười vào cái mặt mình. Đấy, thì khi mà sử dụng giới từ khác nhau thì cái nghĩa của từ nó cũng khác nhau rồi. Còn gì nữa nhỉ? Học tiếng Anh đối với người Việt nói riêng thì mình thấy là cái phát âm cũng khá là thách thức. Bởi vì trong tiếng Việt mình thì mình có ngữ điệu, mình có dấu này. Thì đôi khi các bạn học tiếng Anh các bạn có thể là sẽ thêm cái dấu của tiếng Việt vào, cho nên làm cho tiếng Anh của bạn nghe có vẻ giống kiểu là giống tiếng Việt hơn. Ví dụ như là I like it, or I like it, ví dụ như vậy. Rồi thì khi mà học tiếng Anh thì các bạn cũng hay bỏ quên những cái phụ âm cuối chẳng hạn. Thì cái điều này cũng sẽ làm thay đổi cái cách phát âm của cái từ đó, và sẽ đôi khi là sẽ khiến cho người khác hiểu lầm nếu như mà bạn phát âm cái phụ âm cuối nó không được tròn vành rõ nghĩa hoặc là không đầy đủ. Một điều cuối cùng mà mình thấy bây giờ mình vẫn thấy đó là một cái vấn đề khi mà mình học tiếng Anh, là tiếng Anh có rất nhiều những cái trường hợp đặc biệt. Mặc dù họ có những quy tắc để mà phát âm cũng như là quy tắc để sử dụng những từ ngữ như thế này, thế nhưng mà họ có rất nhiều những cái trường hợp ngoại lệ,
và tiếng Anh rồi tiếng Anh Mỹ rồi tiếng Anh Úc, tiếng Anh Ấn gì đó thì họ cũng đôi khi là sử dụng những cái từ khác nhau, cho nên để mà nói học tiếng Anh thì mình cũng sẽ phải tiếp thu rất nhiều những trường hợp ngoại lệ đấy và phải ghi nhớ nó, không có cách nào khác là phải ghi nhớ thôi. Chàng trai học đường riêng Pasa Yipun thì Việt Nam cả chàng riêng Pasa Yipun Brahman học học trẻ bị thi lèo cả chẳng mấy đại cả chẳng cầm lăng riêng Pasa Thai thi ban chẳng chẳng bài rồng riêng riêng khiến Pasa Thai 1 tuần แต่ว่าไม่มีเวลาแล้วก็ฉันเรียนที่บ้านกับอะไรกับหนังสือกับลิงก์อัพแอปพลิเคชันฉันพูดภาษาไทยเยอะๆฉันพูดภาษาไทยกับเพื่อนคนไทยพูดภาษาไทยเมื่อฉันไปร้านอาหารฉันไปซื้อของเมื่อฉันอยู่เมืองเวียดนามฉันไม่คิดว่าฉันจะเรียนภาษาไทยค่ะแต่ว่าฉันมาเมืองเชียงราย2 ปี 6 เดือนที่แล้วฉันคิดว่าถ้าฉันพูดภาษาไทยเยอะกว่าเป็นดีกว่าค่ะวันอาทิตย์ปกติฉันเรียนภาษาไทยที่บ้านหรือที่ร้านกาแฟค่ะฉันมีแอปพลิเคชันฉันมีหนังสือภาษาไทยสอนภาษาไทยฉันเขียนภาษาไทยเยอะๆเขียนภาษาไทยดีมากฉันจำได้ค่ะได้ฉันจำได้เยอะกว่า I started learning English since I was at secondary school. However, at that time, we mainly learned grammar and we didn't spend time learning listening or speaking skills. So even when I got to college and I remember one time, it was about when I was in the second year of the university, and my sister brought a friend who is a foreigner home, and then I couldn't understand what he said to me. My sister had to translate, and then I tried my best to respond to him in English. And I remember that he wished that 2 years later from that time, I could speak English. And can you imagine that I could not respond to him when he said thank you? So so yeah, that's kind of disappointment. And then after that, I realized that my English was not good at all. I couldn't communicate with foreigners, and I always felt really nervous when I wanted to say something in English. So I decided to spend more time learning this language. So what did I do? I listened to many videos or audios in English. I listened to VOA Learning English or 6 Minutes English. And what else? I spent time doing some English exercises to correct the grammar, stuff like that. And I also got some part-time jobs to work in a bar or in a restaurant where I can practice English with foreigners now almost every day. So yeah, and I realized that I needed to get more opportunities to practice with native speakers or at least with foreigners. Because they will have different accents. If I try to speak English with other Vietnamese learners, I mean Vietnamese English learners, then we may, you know, sometimes when we cannot say anything in English, then we can try, we will say in Vietnamese, right? So it's not a proper way to push yourself learning and speaking the language. It's just my personal opinion. So I decided to, you know, find more friends and have more opportunities to speak and practice English with foreigners in Hanoi. And then I got to know some, I mean, I had some kind of relationship with some
foreign boyfriends. They also helped me a lot in practicing English, I think. It's more about understanding the culture. Nói như vậy thì không có nghĩa là bây giờ mình không học tiếng Anh nữa nhá. Mình vẫn đang học nhưng mà không phải là học làm bài tập như ngày xưa. Mà bây giờ thì mình nói chuyện nhiều hơn với người nước ngoài ở đây này, và mình học cách phát âm những cái từ mà mình đã từng phát âm sai. Và mình có một cái nhược điểm, một cái vấn đề mà mình không hiểu tại sao thỉnh thoảng mình ví dụ như là mình hay bị nhầm lẫn he và she, mặc dù mình biết là hai cái từ đấy khác nhau như thế nào, thế nhưng mà khi mà nói vẫn bị vẫn mắc lỗi như thường. Hoặc là thỉnh thoảng mình nói chuyện thì mình cũng bị lỗi về về thì này, hoặc là chia động từ các thứ thì vẫn bị mắc. Nói chung là tiếng Anh của mình cũng chưa phải là giống người bản ngữ đâu. Còn tiếng Việt thì là tiếng mẹ đẻ của mình, cho nên là mình học từ cái hồi mà mình còn bé tí đến bây giờ thì cũng thực hành cũng khá là lâu năm rồi. Thế nhưng mà có một vấn đề là bây giờ mà mình để mà mình nói lại tiếng Việt thì nó cũng hơi bị ngập ngừng, hoặc là có thể cái cấu trúc câu nó hơi bị đảo lộn một tí xíu. Có thể là do vì khi mà mình sang bên này mình nói chuyện bằng tiếng Anh thường xuyên thường ngày thì cái não của mình nó bị đảo lộn một tí. Cho nên là nói tiếng Việt nó sẽ hơi bị ngập ngừng. Không phải là mình cố tình kiểu tỏ ra là Việt kiều hay là gì hết, mà đơn giản là mình cái não của mình nó không hoạt động được nhanh nhạy, cho nên là cái cách nói của mình nó hơi bị ấp á ủng. Mình nghĩ là cái này cũng còn tùy vào cái hệ quy chiếu nào mà bạn dùng để cân đo đong đếm cái khả năng ngoại ngữ của người ta, cũng như là tùy theo cái góc nhìn của bạn nữa. Ví dụ như là khi mà mình học tiếng Thái chẳng hạn, hoặc là mình học tiếng Nhật, mình đi trên tàu cao tốc và mình võ vẽ được một chút tiếng Nhật với người Nhật, và mình bảo là ta mới chỉ học tiếng Nhật được khoảng tầm 6 tháng thôi, thì người ta ồ à lên, người ta bảo là giỏi thế, sugoi ne, học tiếng Nhật giỏi thế. Nhưng mà mình biết là đối với mình thì mình cũng chưa giỏi đến mức vậy, đúng không? Thế tùy vào từng người khác nhau, tùy vào cái quan điểm của từng người thì sẽ đánh giá là thế nào là giỏi. Hoặc là ví dụ như mình nói tiếng Thái chẳng hạn, mình có thể ví dụ như là gọi món bằng tiếng Thái, hoặc là đi chợ mặc cả các thứ bằng tiếng Thái được. Thì một người ví dụ như là bạn bè mình mà mình nghe thấy được như vậy thì bảo là ui sao mày kiểu fluent, mày nói như kiểu người bản xứ luôn các thứ. Thế nhưng mà thực ra đấy là mình chỉ nói được một cái cấp độ là cơ bản basic thôi, còn để mà nói những cái cao siêu hơn, những cái câu nó phức tạp hơn thì mình vẫn còn phải học thêm nhiều. Còn về ví dụ như là tiếng Anh thì mình thấy có rất nhiều người hoặc những công ty tổ chức ở Việt Nam thì hay chú tâm đến thế nào gọi là tiếng Anh chuẩn, hoặc là thế nào là nói tiếng Anh giọng chuẩn. Thì cái này mình cũng không muốn phản bác quá nhiều, nhưng theo mình nghĩ là tiếng Anh thì có rất nhiều giọng khác nhau. Ví dụ như giọng Anh Ấn này, Anh Singapore, Anh Mỹ, Anh cũng khác nhau. Mà kể cả ở Anh thì những vùng miền khác nhau, hoặc ở Mỹ cũng vậy, những vùng miền khác nhau thì cũng sẽ có những cái accent khác nhau. Thì làm sao cái nào bạn lấy để làm chuẩn, đúng không? Có thể là nhiều người sẽ nghĩ chuẩn Anh Mỹ là giọng mà những diễn viên hay nói ở trên Hollywood hay nói trên phim. Thì thực ra giọng ở đấy là giọng California, bởi vì nhiều người ở đó nói giọng ở California. Tuy nhiên thì không ai nói là đấy là tiếng Anh chuẩn hết, mà vô tình là qua những cái phim đó thì cái tiếng Anh ở California nó được phổ biến tới nhiều người trên thế giới hơn, cho nên nhiều người sẽ cố gắng học để mà hiểu được cái giọng điệu đấy. Thì gần đây trên mạng mình có thấy một cái tranh cãi rằng việc thi IELTS đạt điểm cao thì có được coi là giỏi hay không. Thì có một số ý kiến cho rằng là việc thi IELTS thì sẽ rất là cần thiết để bạn đi du học hoặc là đi xin việc làm. Hoặc là một ý kiến khác thì cho rằng là đừng có mà chú tâm vào cái việc là phải thi IELTS được điểm cao. IELTS đạt điểm cao chưa chắc là nói lên cái khả năng là bạn học giỏi, mà phải coi như việc học tiếng Anh như là học ngôn ngữ, chứ đừng có mà học chỉ để thi IELTS.
Thì bản nhận cá nhân mình thì mình thấy là hai cái ý kiến này đều có một cái phần đúng, một phần nó chưa được đúng lắm. Thì cũng tùy vào cái trường hợp, tùy vào từng trường hợp thì bạn bạn mới có thể là cân nhắc. Ví dụ như là cá nhân mình nhá, mình đi học và mình đi làm việc và sống ở nước ngoài, tuy nhiên mình chưa hề có một bằng IELTS TOEFL nào hết, thì có nghĩa điều đó chứng minh rằng kể cả bạn khi mà bạn không có một cái bằng IELTS thì bạn vẫn có thể có khả năng xin việc ở nước ngoài được và đi sống ở nước ngoài, đi du lịch các thứ ở nước ngoài được. Tuy nhiên nếu như mà bạn muốn apply, muốn xin vào một cái trường để mà học ở nước ngoài á, hoặc là một số công ty sẽ yêu cầu bạn phải có một cái trình độ ngoại ngữ nhất định đấy, thì họ họ yêu cầu phải có cái bằng cấp để chứng minh cái khả năng ngoại ngữ của bạn. Thì tất nhiên là con đường lúc đó là bạn sẽ phải phải có một cái bằng, đúng không, một cái bằng để mà đáp ứng được cái yêu cầu của họ. Thì khi mà bạn bạn nói tiếng Anh tốt, bạn giỏi, bạn đi ôn thi để mà có những cái kỹ năng trả lời câu hỏi hoặc là kỹ năng viết bài IELTS TOEFL sorry tốt, thì đương nhiên là bạn chắc là khả năng cao là bạn sẽ đạt được điểm cao trong IELTS thôi. Đấy. Còn về cái việc là học ngoại ngữ thì nên chú tâm vào cái việc đấy là một công cụ để giao tiếp, và đừng có chú tâm là phải thi IELTS. Thì mình thấy cũng có một phần đúng rằng ngôn ngữ nó là một cái công cụ để mà giao tiếp, giúp mình giao tiếp, cũng như là kể cả mình đi đi du học hay đi làm việc thì tiếng Anh, kể cả mình có thi IELTS hay không thì cái tiếng Anh nó cũng là một cái công cụ thôi, nó không phải là cái đích đến của mình, đúng không? Cho nên mình hoàn toàn có thể là bỏ cái phần học để thi IELTS sang một bên và chú tâm vào học cái ngôn ngữ đó, tìm hiểu những cái nét đẹp của ngôn ngữ đó, tìm hiểu về cái văn hóa ở ở cái đất nước đó, tại sao họ lại suy nghĩ và có những cái từ ngữ, những cái cấu trúc câu hoặc là có những cái thành ngữ như vậy. Thì đó là một cái phần tìm hiểu về văn hóa, về ngôn ngữ của họ. Và khi mà bạn bạn có niềm đam mê để tìm hiểu những cái ngôn ngữ văn hóa như vậy thì bạn sẽ không đặt nặng cái vấn đề là học để thi. Bởi vì đôi khi mình ngày trước mình có học tiếng Anh rồi, mình cái hồi mình nhớ là hồi lớp 10 thì phải, hầu hết tất cả những cái bài kiểm tra tiếng Anh của mình là đều đạt 10 hết. Thế nhưng mà thực ra khả năng tiếng Anh của mình vẫn kém à? Mình có thể trả lời bài tốt, thế nhưng mà để nói, để giao tiếp những cái câu thông thường là thank you, you're welcome các thứ thì mình lại không nói được. Thì cái việc thi điểm cao đấy liệu còn có ý nghĩa không? Có thể là nó sẽ có ý nghĩa giúp mình có một cái điểm trung bình ở trên trường cao, thế nhưng điều đó không có nghĩa rằng mình giỏi tiếng Anh. Thì mình nghĩ là cuối cùng thì cái ngôn ngữ nó là một cái công cụ, bạn học nó để bạn có thể giao tiếp với nhiều người hơn trên thế giới. Và cái cuộc thi IELTS hay TOEFL hay là những cái bằng cấp khác để chứng minh cái khả năng ngôn ngữ của bạn thì đó cũng là một cái công cụ hoặc một cái gì đó để mà chứng nhận bởi một cái bên thứ ba nào đó. Để thì những cái bằng cấp đấy nó cũng chỉ là phụ phụ giúp cho bạn để mà bạn có đủ cái hồ sơ để mà apply vào những cái vị trí mà họ yêu cầu có bằng cấp chứng minh khả năng ngôn ngữ của bạn mà thôi. I know that many of my friends or many English learners in Vietnam are still struggling with this language, or I know some people are still struggling with learning Thai or Japanese or Vietnamese. I think you can do it. You can still learn a language if you're really into it. Like you spend at least about 30 minutes per day to learn the language, or you try your best to practice speaking or listening, or you know, immersing yourself with that language as much as possible, then you can remember it. So to me, learning a language is also about remembering and like try to imitate. It's about imitating what people say and try. It's like a baby, right? A baby doesn't know any words, but after a period of time, when adults keep talking to them, and they learn every day. So I think you can really learn a language if you you know, spend time on it.
And I've have met a couple of people who can speak like even 5 languages or 10, or some can speak a lot of languages like 12 or 13. Yeah, they're very smart, I agree. And some people may have some ability to learn a language better than some other people. But it's not about what you was born with, but it's about how much time and effort you spend on it. So I think that you can do it if you really spend time learning that language. I hope that when I get to 50 years old, I can speak 5 languages fluently, or maybe I can speak more. So 5 is the number that I focus on, and you know, speak fluently, or at least as much as I can speak English. So I want to try. So I already have Vietnamese, and English is okay for now. So I'm learning Thai, Japanese, right? So I plan to speak 5 foreign languages fluently. Yeah, I know it sounds maybe a little bit crazy. So anyway, English done. Thai in progress. Japanese, I want to learn Japanese again because I forgot quite a lot of them. I mean, quite a lot of words in Japanese. So I want to learn Japanese, and I also want to speak, and I really like Japanese culture, so I want to learn that language. The next languages that I want to learn, I'm thinking about maybe French or Spanish. Spanish is, you know, one of the most popular languages in the world. So I want to be able to speak it so I can talk with or communicate with many other people all around the world. And French also popular, I think, in many countries. Spanish and maybe Chinese. I would think about Chinese or Korean. I heard that Korean is easy to learn, maybe writing or speaking. So I'm thinking about that one. And Chinese, I think writing Chinese may be difficult, but speaking, like the pronunciation, might not be very hard for me. And I kind of know some Chinese words since I was a little girl, because I used to watch a lot of Chinese movies about the life in the past, or the king, stuff like that. So maybe Chinese, and maybe if I'm very ambitious, so maybe I can speak more languages, who knows. Thì cái việc mà học ngoại ngữ này nó sẽ đòi hỏi rất là nhiều thời gian và công sức của bạn. Không phải là ngày 1, ngày 2 mà bạn có thể trở thành nói giỏi như là một người bản ngữ được. Thì mình theo những cái kinh nghiệm cá nhân của mình thì trước hết là bạn phải hiểu được cái ý nghĩa của việc học cái ngoại ngữ đấy là gì. Nếu mà chỉ để học được thi thôi ấy, thì thực ra nó cũng không quá khó. Nhưng mà nó sẽ làm cho bạn dễ chán nản, bởi vì bạn không không có được một cái mục đích sâu xa hơn, hoặc là có một học để thi, mà học thi thì có ai thích bao giờ đâu, đúng không? Đấy, cho nên học để thi thì nghe nó sẽ bị nhàm chán, và có thể là một lúc nào đó bạn sẽ bỏ cuộc. Thế nhưng bạn thử nghĩ xem, nếu như bạn có thể nói cái ngôn ngữ đấy, nhất là tiếng Anh bây giờ, xã hội bây giờ ngày càng hiện đại hóa rồi, Việt Nam mở cửa ra với nhiều nước trên thế giới, có nghĩa là cũng có nhiều người ở nước ngoài đến Việt Nam để làm việc, và cũng có nhiều những công ty nước ngoài đến Việt Nam để mà tìm kiếm tài năng, thì tiếng Anh là một cái cơ bản, một cái ngoại ngữ đầu tiên mà bạn nên biết. Bởi vì tiếng Anh hình như là tiếng Anh chắc là một ngôn ngữ phổ biến thứ hai trên thế giới, mình nghĩ thế, có thể là sau Trung Quốc. Thì nếu mà bạn biết tiếng Anh, đúng không, bạn sẽ nói chuyện được với rất nhiều người trên thế giới này, và bạn sẽ có nhiều cơ hội hơn để mà tìm công việc lương cao hơn, tìm được những cái cơ hội thăng tiến trong công việc, có thể là đi gặp những đối tác nước ngoài, thì sếp của bạn sẽ tin tưởng để mà giao cho bạn cái công việc đấy, bởi vì tiếng Anh của bạn tốt.
hoặc là bạn nếu như mà làm trong công nghệ thông tin thì tiếng Anh là một cái rất là cần thiết, bởi vì cái lập trình rồi tất cả những cái thứ đấy thì cũng bằng tiếng Anh đúng không? Hoặc là nếu mà bạn muốn đi đi du lịch nhiều nước này, hoặc là đi đâu nhỉ, đi làm việc ở nước ngoài như mình chẳng hạn, đấy thì ít nhất là bạn cũng cần có một khả năng tiếng Anh đủ để mà có thể giao tiếp, để mà trao đổi công việc các thứ. Thì đừng vì chỉ vì tiếng Anh của mình không tốt nên làm giảm hoặc là cắt bớt những cái cơ hội thăng tiến trong công việc, trong sự nghiệp của mình. Có tiếng Anh là một điều rất cần thiết trong thời đại hiện nay, theo mình là như vậy. Và cái việc học học ngôn ngữ nào cũng vậy thôi, cũng sẽ có những cái dễ và cũng có những cái khó. Và mình nhận thấy là khi học một ngôn ngữ mới thì ban đầu bao giờ cái trình độ của bạn cũng tăng lên rất là chậm, rất là từ từ, và nhiều khi rất là bức xúc, bức bối, bởi vì học mãi mà nó không vào. Thế nhưng mà chỉ cần bạn quyết tâm học trong một thời gian, bạn học nhiều thì bạn sẽ nhớ nhiều, dùng nhiều, nhớ nhiều, tăng cái khả năng phản xạ nói tiếng Anh, nghe tiếng Anh của mình lên. Đấy, thì tự dưng một ngày bạn nhận thấy rằng mình biết nhiều từ mới, mình biết rất nhiều từ ở trong tiếng Anh, mình có thể hiểu được người khác nói gì, mình đọc một bài báo thì mình có thể hiểu được cái thông tin của cái bài báo đấy là gì, thì bạn sẽ có thêm rất nhiều động lực để mà học thêm, hoặc là bạn có một cái nền tảng vững chắc rồi để mà bạn học thêm những thứ cao siêu khác trong tiếng Anh, nó cũng nhanh hơn rất là nhiều. Và khả năng ghi nhớ lúc đó cũng mình nghĩ là cũng nhanh hơn, bởi vì bạn có thể kết nối cái từ mới đấy với những cái tình huống, những cái thứ mà bạn đã biết rồi. Đấy thì hãy chọn cho mình một cái, hãy suy nghĩ thật kỹ cái mục đích của việc học ngoại ngữ là cái gì. Nếu như mà bạn tìm được một cái nguồn động lực, một cái ý nghĩa của cái việc học ngôn ngữ đấy để mà mở rộng những cơ hội của mình, thì tại sao không, tại sao mình không chịu vất vả bây giờ để mà học, đúng không? Đấy là cái ý thứ nhất, là về tìm kiếm cái ý nghĩa của cái việc mình làm. Thứ hai là bạn cũng cần phải chăm chỉ. Bởi vì như mình nói là ngoại ngữ, học ngoại ngữ hay là học bất cứ một cái gì thì cũng cần có thời gian. Không phải là ngày 1, ngày 2 bạn có thể trở thành expert trong một cái lĩnh vực nào đó được. Hay như là một cái cây không thể một ngày được chờ nó ra hoa, mà mình phải chăm tưới, chăm bón, bắt sâu các thứ cho nó thì đến một ngày mới có ra hoa cái trái được, đúng không? Đấy thì sẽ mất thời gian, thế nhưng mà nó đáng, thì hãy sử dụng thời gian để mà học cái ngôn ngữ đấy, ít nhất là hàng ngày hoặc là 2-3 lần trong một tuần, và cố gắng nhiều nhất có thể để gọi là immerse yourself in the language, có nghĩa là bao vây bạn bằng cái ngôn ngữ đấy nhiều nhất có thể. Ví dụ như là thay vì đọc báo bằng tiếng Việt thì đọc báo bằng tiếng Anh đi, đọc bầu cử tổng thống Mỹ gì đó bằng tiếng Anh đi, đấy, cố gắng hiểu vào, cố gắng để mình hiểu cái bài báo đấy, hoặc là học thêm những cái từ mới. Hoặc là tham gia những cái nhóm trên Facebook, những cái nhóm về language exchange, hoặc là tham gia một cái nhóm mà nhiều người nước ngoài họ đăng ký ở đó, thì ví dụ như Hà Nội Massive chẳng hạn. Đấy thì đôi khi bạn chỉ cần đọc những cái status ngắn ngắn bằng tiếng Anh thôi thì bạn cũng làm quen được cái ngôn ngữ đấy. Rồi thì có thể là xem cartoon bằng tiếng Anh, hoặc là nghe những cái bài hát bằng tiếng Anh, và cố gắng tạo cho mình nhiều cái cơ hội để mà nói chuyện và nghe tiếng Anh từ người bạn xứ, hoặc là từ những người mà tiếng Anh của họ cũng gần gần với người bạn xứ, thì cái khả năng ngoại ngữ, khả năng tiếng Anh của bạn cũng mình nghĩ là sẽ nâng cao lên rất là nhanh. Ok, vậy là kết thúc cái video của mình. Mặc dù tiếng Nhật và tiếng Thái thì mình không thể trổ tài được rất nhiều trong hôm nay, bởi vì trình độ tiếng Nhật và tiếng Thái của mình cũng có hạn thôi. Thế nhưng mà hy vọng là cái video này sẽ thứ nhất là inspire, tức là tạo cảm hứng cho những bạn mà đang học ngoại ngữ đấy, và tạo cảm hứng bằng cách là các bạn biết đấy, là có rất nhiều người có thể nói được nhiều ngôn ngữ khác nhau, cho nên họ làm được thì tại sao bạn không làm được, đúng không? Thứ hai là mình hy vọng cái video này có thể đem đến những cái chia sẻ, những cái tips để mà các bạn có thể học tiếng Anh hoặc là học một ngôn ngữ nào đó, và giúp cho các bạn có thêm tự tin, có thêm động lực để mà học và trở nên giỏi vào cái ngôn ngữ đó. Nếu như mà bạn có những cái chia sẻ, những cái tips nào học ngoại ngữ, hoặc là có những khó khăn nào trong cái việc mà học ngoại ngữ của bạn, học tiếng Anh hay là học tiếng Thái, học tiếng Nhật, học tiếng Việt, đấy thì bạn có thể chia sẻ cho mình biết. Đấy thì có thể là chúng ta sẽ trao đổi rồi cùng giúp nhau
tốt hơn trong việc học ngoại ngữ nhé. Ok, xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi cái video của mình, và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau.